Xin chào, tôi là Trần Trung và bạn đang xem video từ tomo.vn. Trở lại trong năm 2016 thì tomo.vn sẽ mang đến cho các bạn nhiều series bài tập hay hơn, thú vị hơn. Ở phần series tomo.vn lần này thì chúng ta sẽ có các bài tập về làm hiệu ứng trong phim MV cũng như là các hiệu ứng trong các cái clip thú vị của tomo.vn. Ở trong bài tập lần này thì chúng ta sẽ đến với hướng dẫn làm hiệu ứng trong MV của Tiên Cookie. Nói chuyện với người lạ. Cái gì nhá? Tâm sự cùng người lạ. Cái gì nhá? Tâm sự với người lạ. Vâng, tâm sự với người lạ. Và ở hiệu ứng của MV lần này thì nó là một nền tảng cho các bạn trong quá trình các bạn tạo ra các cái hiệu ứng chữ viết tay hay là các cái hình vẽ mà tự hiện ra trong quá trình các bạn làm. Và đặc biệt phần cuối của bài tập ngày hôm nay các bạn sẽ đến với phần bài tập, và đặc biệt hơn hết đó chính là việc các bạn có thể kiếm được tiền bằng các bài tập của tomo.vn giao cho các bạn. Và hãy bắt đầu bài tập ngày hôm nay. Và để bắt đầu bài tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với Photoshop và After Effects. Ở trên Photoshop thì như các bạn đã thấy, tôi đã tạo sẵn cho các bạn một layer, hai layer text gồm có layer Tiên Cookie và layer text tâm sự với người lạ. Ở phông của Tiên Cookie thì tôi đang sử dụng phông Excel Pantone Light. Như bạn đã thấy thì bạn có thể download cái phông này có hỗ trợ tiếng Việt tại phonebox.vn. Ở phonebox.vn là một trang rất hay của các bạn Việt Nam đã Việt hóa các cái phông chữ tiếng Việt để giúp cho những bạn thiết kế cũng như là những bạn làm phim có được một cái nguồn tham chiếu, một cái nguồn sử dụng phông chữ rất là đẹp, ngang tầm với thế giới mà lại còn hỗ trợ cả tiếng Việt nữa. Các bạn có thể download phông Corinthia là phông tôi sử dụng cho chữ tâm sự với người lạ, và phông chữ Tiên Cookie ở đây là phông Pantone thuộc nhóm Excel ở trên phonebox.vn, hoặc các bạn có thể xem ở phía dưới phần comment của bài. Các bạn có thể xem ở xuống dưới phần comment của bài tập của ngày hôm nay để download. Quay trở lại với layout Photoshop thì ở trong layout Photoshop này thì các bạn có thể download bản layout ở bên dưới của phần comment của bài tập ngày hôm nay. Ở trên đây thì tôi đã thiết kế sẵn cho các bạn hai chữ là chữ Tiên Cookie và chữ Tâm Sự Với Người Lạ, được xuất dưới dạng là file text, layer text của Photoshop. Và bước tiếp theo, nhiệm vụ các bạn đó là xếp file này ra thành file Photoshop. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với After Effects và sẽ import cái layer Photoshop này vào bằng cách như sau. Bạn nhấn kép vào vùng Project hoặc vào lệnh File, chọn lệnh Import File, phím tắt là Ctrl E. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn layout tâm sự với người lạ.psd là layout tôi vừa thiết kế. Bạn ấn nút lệnh Import. Ở đây một bảng hiện ra, bạn sẽ thấy ngầm định của bạn, cái import file của bạn sẽ là footage. Các bạn chú ý phần này, phần import file của bạn phải chuyển sang chế độ là Composition Retain Layer Style. Và ở đây phần layer option bạn chọn là Edit Layer Style. Nếu bạn ấn nút Merge Layer Style into footage thì nó sẽ tự động merge tất cả các layer style của bạn ở bên Photoshop trở thành một layer trong và bạn không thể edit được ở trên After Effects. Chính vì vậy, tốt nhất bạn nên đặt ở chế độ Edit Able Layer Style và ấn nút OK. Một composition được hiện ra ở đây, và khi mà bạn nháy kép vào, bạn chú ý nếu mà composition ở trước đây bạn sử dụng đang để ở thời gian, bạn nhìn này, là 30 giây thì layer khi bạn import vào nó sẽ ngầm định, nó sẽ tự động đặt một composition là 30 giây. Đấy, bạn có thể thấy ở đây. Và vì 30 giây quá dài nên chúng ta sẽ chỉ cần khoảng tầm 6 đến 8 giây thôi. Tôi sẽ đặt 6 đến 8 giây, kéo vùng work area kết thúc từ 30 giây về 8 giây. Sau đó phải chuột vào vùng bên ngoài này này. Phải chuột vào vùng này, vùng đang làm việc, và chọn lệnh trim crop work area, hoặc bạn vào phần composition ở đây có lệnh trim crop work area, phím tắt là Ctrl Shift X. Thông thường thì tôi không nhớ phím tắt này đâu. Vì thế nên bạn phải chuột vào vùng work area bạn đang muốn giữ lại và ra lệnh là trim crop to work area. Như vậy cái phần composition của layout tâm sự với người lạ sẽ bạn sẽ thấy nó chỉ còn 8 giây thôi. Như bạn đã thấy ở đây, và bao gồm
một layer background và một composition tên là backup. Bạn chú ý composition backup này tự động tạo ra khi trong Photoshop bạn đặt một thư mục tên là backup ở đây. Bạn thấy không? Ở đây có một thư mục tôi đặt là backup và tôi đưa các cái layer vào bên trong thư mục backup. Thì ở trong After Effects sẽ tự động tạo ra một thư mục composition. Và bên trong composition này lại chính là hai layer text ở đây, như các bạn đã thấy. Bây giờ để tiếp tục thì các bạn phải chú ý là cái layer backup này nó sẽ chỉ chứa file text. Nhưng ở trong layer backup này thì các cái layer text của chúng ta đều tên là Photoshop. Bạn nhìn thấy ở đây này. Và bây giờ câu hỏi đặt ra là tôi muốn các cái layer Photoshop này trở thành các layer text thì phải làm như thế nào? Thì nhiệm vụ của cách đơn giản ở trong một số bài tập thì tôi đã hướng dẫn. Nhưng ở bài này chúng ta sẽ nhắc lại một chút. Ở layer text tiên cookie, bạn phải chuột chọn phần convert to edit able text. Tiếp theo ở layer tâm sự với người lạ, bạn phải chuột chọn convert to edit able text. Như các bạn đã thấy thì After Effects nó đồng bộ với Photoshop. Chính vì vậy nên layer text của nó sẽ được đồng bộ trở lại, sử dụng đúng phông mà các bạn đang sử dụng trong Photoshop. Cái điều này cực kỳ quan trọng trong quá trình các bạn thiết kế. Cái việc mà bạn chuyển layout từ Photoshop sang After Effects sẽ giúp cho bạn giảm thiểu thời gian đáng kể trong quá trình các bạn thực hiện công việc. Và đôi khi trong quá trình các bạn làm thì người ta không thiết kế text, layer một số layer hình ảnh ở trên After Effects, mà đa phần là bình thường tôi hoặc là một số bạn thiết kế khác thì sẽ làm ở trên Photoshop, sau đó import ngược trở lại vào trong After Effects, chuyển sang edit lại được, và chúng ta sẽ edit như thế thì sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu về thời gian làm việc rất là nhiều. Quay trở lại với layer mà chúng ta đang muốn, nhiệm vụ của bài tập ngày hôm nay đó là biến chữ tiên cookie này có thể viết và chữ tâm sự với người lạ có thể viết từ đầu đến cuối. Thì ở theo yêu cầu của bài tập ngày hôm nay thì có rất là nhiều cách nghĩ. Có thể chúng ta sẽ là sử dụng cái bút vẽ lên từng phần để cho nó hiện lên từng phần, nhưng mà làm như thế thì quá khó và nó không có sự thông minh lắm. Chính vì vậy nên bài tập ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một số ký hiệu ứng có sẵn ở trong After Effects để giúp các bạn làm cái hiệu ứng chữ này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính của quá trình tạo hiệu ứng. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ đến với layer tiên cookie. Bạn phải chuột vào layer tiên cookie, chọn lệnh create mask from text. Bạn chú ý hai ngay ở phía trên nó có create shape from text thì các bạn phải chú ý không nhầm. Ở đoạn này sẽ rất dễ người ta nhầm giữa cái create shape và create mask. Create mask có nghĩa là tạo ra một cái mặt nạ từ cái vùng text được tạo ra bởi một layer solid, tức là một layer màu cố định. Còn create shape from text là bạn tạo ra một cái shape được tạo bởi cái vùng text. Cái shape và cái layer solid nó là hoàn toàn khác nhau. Vì thế nên các bạn phải nhớ là chọn vào vùng create mask from text. Như các bạn đã thấy thì nó sẽ hiện lên một cái layer màu trắng. Ở đây là một layer solid. Solid setting bạn sẽ thấy ở phần layer có phần solid setting. Ví dụ bạn muốn thay vì cái viền ở bên trong màu trắng thì bạn có thể đổi nó thành màu hồng hoặc màu đỏ. Như các bạn đã thấy ở đây. Tôi sẽ để màu vàng cho các bạn dễ nhìn. Ok. Bây giờ vấn đề của chúng ta không phải là vấn đề màu của chỗ này, mà chúng ta sẽ liên quan đến cái vùng để làm sao chúng ta hiển thị nó theo kiểu viết. Và để làm tiếp theo ở phần hiệu ứng thì chúng ta sẽ vào phần Window, chọn lệnh Effect and Preset, phím tắt là Ctrl 5. Ở đây bảng Effect and Preset hiện lên. Bạn vào đây, bạn chọn một lệnh tên là Shock. Bạn gõ vào đây thì nó sẽ ra hiệu ứng ở đây. Còn nếu không, nếu mà bạn nhớ nó nằm ở đâu thì bạn chỉ cần nhớ là ở trong bảng Effect, bạn chọn Generate và chọn lệnh Shock ở đây. Nó là như nhau. Thì cái Shock này thì khác gì so với các hiệu ứng khác. Thì như các bạn đã thấy, khi bạn apply hiệu ứng Shock vào trong layer này, bạn sẽ thấy một cái viền trắng hiện lên ở phần chữ T như bạn đã thấy ở đây. Thì cái Shock này nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng viền ở trên vùng mặt nạ. Bạn nhìn này, nó ghi chữ T ở đây này. Nếu mà bạn đổi sang chữ E, chữ I thì cái viền này nó sẽ nằm ở trên chữ I. Nếu mà bạn đổi sang chữ E, nó sẽ nằm ở trên chữ E. Đúng không ạ? Và bây giờ tôi muốn là cái viền này nằm trên tất cả các chữ, thì các bạn tích vào phần All Mask.
Như các bạn đã thấy, sau khi tôi tích vào phần On Mask thì cái viền này nó sẽ ở trên tất cả các cái layer, à, các cái mặt nạ mà bạn đã thấy ở đây. Để tiếp tục thì chúng ta sẽ vào phần Stroke. Tôi sẽ giải thích qua một số về cái hiệu ứng Stroke này. Ở phần Stroke này thì chúng ta sẽ có Path, tức là vị trí đặt cái vùng này ở trên đâu. Nếu mà bạn On Mask thì cái vùng Path này không cần thiết nữa. Cái Stroke Sequentially này nó ảnh hưởng từ cái vùng Start và End. Thì nếu mà bạn Start và End, tức là điểm bắt đầu và điểm kết thúc, nó là trên tất cả các mặt nạ theo thứ tự từ trái sang phải, hay là nếu mà bạn bỏ cái stick này đi thì nó sẽ là Start và End nó sẽ nằm ở trên từng một ký tự một thôi. Tí nữa tôi sẽ nói tại sao nó lại ảnh hưởng đến nhau. Tiếp theo, ở đây là màu. Ví dụ ở đây đang là màu trắng thì bạn có thể đổi sang màu khác, màu đen, màu đỏ bằng bảng màu ở đây, như các bạn đã thấy. Tiếp theo, Brush Size là cái viền khi bạn vẽ ở đây. Nó đang là 2 pixel. Nếu mà bạn đẩy cái viền này tăng lên này, đó, các bạn đã thấy chưa? Đó. Đó. Thì ngâm định, ok, chúng ta sẽ để là 2 pixel cho nó dễ hiểu. Tiếp theo, ở phần Brush Hardness là nó liên quan đến độ cứng. Độ cứng này thì nếu mà bạn tăng hết cỡ này, chú ý cái viền ở đây này. Đó. Còn nếu mà bạn mềm hết cỡ này, bạn có thấy nó mềm đi không? Đó. Mềm quá thì không tốt, thông thường cứ để ngầm định là 77 đi, hoặc là 73. Opacity là độ trong. Độ trong thì như các bạn đã biết rồi, thì nếu mà bạn giảm đi thì nó sẽ trong veo hơn đi thôi. Cái này nó sẽ tạo ra rất là nhiều hiệu ứng hay khi mà bạn làm. Ở phần Start và phần End, phần Start là điểm bắt đầu và phần End là điểm kết thúc. Nếu mà bạn cứ cảm tưởng như này, chúng ta sẽ quay về một chữ T thôi. Bây giờ phần Start đang ở 0%, tức là nó ở đúng điểm bắt đầu của nó, và phần End ở 100% là đúng điểm kết thúc của nó. Nếu chúng ta thay đổi các chỉ số này, nó sẽ như thế nào? Phần Start bây giờ nó sẽ tăng lên, nó thành 20%. Các bạn đã thấy, đây là điểm Start này. Bây giờ nó tăng lên 20% thì nó nằm ở đây này. 5% nó nằm ở đây, 20% nó nằm ở đây này. Đấy, bạn thấy không? Đấy. Và phần End này nằm ở cuối này. Nếu mà chúng ta lùi lại này, đấy, thì nó sẽ đi lùi lại cho đến điểm bắt đầu. Đấy. Dựa vào cái yếu tố này thì chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ key cái điểm End này từ 0% cho đến 100%. Thì các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng đấy nó là hiệu ứng chữ viết. Và tiếp theo, ở phần Spacing là cái khoảng cách giữa cái điểm Brush này. Nếu mà bạn nhìn này, nếu mà bạn tăng cái này lên thì nó sẽ thành các cái điểm đốt chấm 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 ở đây này. Bạn thấy các cái chấm 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 ở đây chưa? Đó. Và thông thường tốt nhất là các bạn để không đi, cho nó full luôn, thành giống như là một cái brush stroke thôi. Để 100% nhé. Và cuối cùng là Pen Style. Pen Style này thì khá là quan trọng. Ngâm định của nó là On Original Image, tức là bao gồm cả ảnh gốc và cái stroke. Nhưng mình không muốn làm như thế, mà mình chỉ muốn là cái stroke này hiển thị ra thôi. Vì thế nên bạn ở phần Pen Style, bạn chuyển sang phần On Transparency. Và như các bạn đã thấy thì nó chỉ hiện lên cái vùng stroke của chữ T này thôi. Vậy thì chúng ta, nếu chúng ta ấn On Mask này, các bạn nhìn thấy nhá, chúng ta sẽ ấn On Mask, thì cái phần Start ở đây nó là cái gì? Start ở đây nó sẽ nằm ở đây, nhưng phần End ở đây, phần 100% nó không phải nằm ở đây nữa, mà nó lại nằm ở ký tự cuối cùng của chữ E, là nằm ở đây. Nếu mà bạn đặt tích ở lệnh Stroke Sequentially, và khi mà bạn chú ý Start và End này, bạn nhìn này, đấy, thì nó sẽ di chuyển. Nó sẽ di chuyển qua từng chữ một, chứ nó không còn ở chữ T nữa, như các bạn đã thấy. Vậy thì nếu trong trường hợp bạn muốn chuyển động mà tất cả các chữ cùng hiện lên một lúc, thì bạn tắt cái lệnh này đi. Và khi mà bạn tăng chữ E lên này, tất cả các chữ cùng hiện lên này, đó, đó. Cái hiệu ứng này cũng rất là hay nhá. Đó. Đấy. Đúng chưa? Thì tất cả các chữ sẽ hiện lên cùng một lúc. Và bằng cách sử dụng hiệu ứng này thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại phần chính của chúng ta, đó là làm cho chữ chạy từ trái sang phải, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu key từ dây thứ 0 này, dây thứ 1 này. Chúng ta sẽ bắt đầu key từ điểm End là 0% cho đến dây số 3, tức là 2 dây đấy, là cho đến 100%. Và như các bạn đã thấy, ở trong đây nó sẽ tạo ra hai cái key.
Và để hướng tới cái vùng nào mà chúng ta đã key thì bạn chọn vào layer, ấn nút U. Bạn sẽ thấy ở đây nó hiện ra cái key của cái hiệu ứng stroke. Và khi bạn play này, đó, vậy là nó đã ra cái hiệu ứng mà tôi sử dụng cho chữ tiên. Ok. Và bây giờ quay trở lại với file thư mục backup thì chúng ta sẽ làm tiếp tương tự với phần chữ tâm sự cùng người lạ. Nhưng ở đây tôi muốn nâng cao một chút cho các bạn, đó là như các bạn đã thấy thì cái việc sử dụng cái hiệu ứng chữ tiên cookie này này, nó chỉ ảnh hưởng tới cái vùng struct, tức là cái vùng viền của cái layer text. Nhưng bạn không muốn như thế, rõ ràng rồi. Bạn không muốn là cái việc cái layer của tôi là chữ ví dụ như tâm sự với người lạ, cái này mà làm lên thành viền thì chắc là cực kỳ xấu. Ví dụ tôi sẽ copy cái hiệu ứng struct này xuống dưới chữ tâm sự với người lạ. À sorry, tôi sẽ làm tương tự với cái bước vừa rồi, đó là phải chuột chọn create mặt nạ từ text đây. Và sau đó thì tôi sẽ copy hiệu ứng ở phía trên xuống phía dưới, Ctrl C và Ctrl V cái struct này và Ctrl V vào đây. Ok, bạn sẽ thấy, tắt layer tiên cookie đi nhé. Bạn sẽ thấy cái này này, nó hiện lên này, nó là gì đâu. Đấy, như các bạn đã thấy này, cái chalk này rất xấu và tôi không muốn làm như thế, đúng không? Mà tôi muốn nó là phải chữ tâm sự với người lạ này cơ. Và tôi muốn ở cái chữ với này này, nó không phải là màu trắng mà nó phải là một cái màu nào đó, ví dụ như là màu vàng, màu xanh hoặc là màu đỏ nào đó, hồng đi cho nó đẹp, đúng không? Thì rõ ràng ở thời điểm này với hiệu ứng này thì chúng ta không thể nào mà chấp nhận được, bởi vì nó không thể điều khiển được màu ở cái vùng ở giữa. Vậy thì ở đây thì tôi sẽ sử dụng ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách mà vừa áp dụng cái công thức này mà vừa hiệu quả cho các bạn sử dụng cho bất kỳ cái hiệu ứng text nào, đổi màu ở giữa hay là ở bất kỳ đâu. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với layer. Chúng ta sẽ làm như sau. Ở chữ tâm sự với người lạ, bạn đẩy lên gần với layer text tâm sự với người lạ outline ở đây nhé. Sau đó nhiệm vụ của chúng ta đó là biến cái layer tâm sự outline này này, cái stroke của cái thằng này này, nó to hơn so với cái stroke của so với cái tầm chữ của chữ tâm sự với người lạ. Bạn làm như sau này. Đẩy cái brush size này tăng lên đến 4 đi. Đó. Chưa đủ. 5 đi. Đó. Bạn sẽ thấy không? Thì khi stroke tăng cao, bạn sẽ thấy là cái vùng viền này này nó ăn vào trong phần text. Và khi cái vùng viền này tăng ăn vào trong phần text, bạn sẽ thấy cái chữ này nó sẽ di chuyển theo một cái hướng có hướng hơn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Và khi mà các bạn có được cái hiệu ứng này rồi, và vùng trắng, giữa vùng trắng và vùng đen này rồi, thì bạn sẽ lấy cái layer phía trên này, nó trở thành một cái gọi là cái mặt nạ cho cái layer phía dưới. Tức là layer phía trên mà nó hiển thị như thế nào, ở layer phía dưới nó hiển thị tương tự như thế. Và bằng cách như thế thì bạn làm hiệu ứng như sau. Bạn chọn cái layer phía trên để làm mặt nạ, thì bạn vào phần composition, bạn chọn biến cái này nó thành một pre-compose đã. Ở pre-compose bạn chú ý này, ở phần bảng pre-compose này rất nhiều người sai là ấn ok luôn này, thì đừng có ấn ok luôn mà bạn phải move all attribute, tức là chuyển đổi toàn bộ cái hiệu ứng ở cái layer bạn đang cầm á, bạn đang sử dụng á, nó chuyển vào bên trong của cái pre-compose này, được chưa? Và bạn sẽ đặt cái này là mặt nạ hiện lên chữ tâm sự này, mặt nạ này, text tâm sự, ok. Sau đó bạn ấn nút ok này, đó, bạn thấy không, một layer nó hiện lên không có một hiệu ứng gì kèm theo, và toàn bộ cái attribute của cái thằng tâm sự này này nó đi kèm với nó vào bên trong của cái composition này. Và như các bạn đã thấy thì nó vẫn hiện lên như thế này, đúng chưa? Và nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì? Biến cái layer text này hiển thị bên trong của layer mặt nạ này bằng việc là bạn vào phần checkmate này. Nếu mà bạn không thấy cái phần checkmate này này ở đâu, thì bạn thấy cái tăng sheet mode này không, ấn vào đây nó sẽ hiện lên phần checkmate. Còn nếu không nữa thì bạn phải chuột bằng column tìm một cái phần nào đó ở đây. Được chưa? Tên nó là checkmate. Ok. Ở phần checkmate này thì bạn chọn lệnh alphamate này. Bạn nhìn nhá, chú ý nhá, alphamate này, alphamate. Bạn có thấy gì không ạ? Không thấy gì đúng không ạ? Tại sao ạ? Tại vì cái layer text này này, bạn thấy không? Nó đang không hiện lên. Bạn bật cho nó hiện lên đi. Đó, bạn thấy không? Khi mà bạn bật cho nó hiện lên ấy
thì bạn bắt đầu sẽ thấy là cái hiệu ứng này bắt đầu hiện ra theo cái vùng mặt nạ hiện ra như thế nào thì text hiện ra như thế. Và đây chúng ta đã có được hiệu ứng tâm sự với người lạ mà không bị cản trở bởi shock. Hai kỹ thuật này là hoàn toàn khác nhau nhưng mà có cùng chung một kỹ thuật ở ban đầu. Và bây giờ quay trở lại với layout tâm sự với người lạ thì chúng ta sẽ thay đổi một chút về mặt thời gian. Đó là cái việc hiển thị ra chữ tiên cookie này nó sẽ hiện ra trước, sau đó thì các bạn sẽ đến chữ tâm sự với người lạ hiện ra sau. Ok, thì nó sẽ rất là đẹp. Và bây giờ các bạn đã có được sản phẩm của mình. Vậy là các bạn đã hiểu về bài tập của ngày hôm nay rồi. Và tiếp theo, đặc biệt nhất trong series tò mò của mùa thứ hai này thì các bạn sẽ đến với phần bài tập. Phần bài tập là một phần rất đặc biệt trong series tò mò thứ hai, bởi vì như series lần đầu của chúng ta đã làm thì gần như chúng tôi không có bài tập về cho các bạn. Và ở phần hai này, để các bạn hiểu được kỹ thuật và nắm vững được kỹ thuật của chúng tôi hướng dẫn thì các bạn sẽ có bài tập về nhà ở mỗi tuần. Trong mỗi tuần thì chúng ta sẽ có một bài tập, và sau khi các bạn thực hiện xong hãy up lên YouTube channel của các bạn, gửi link vào bên dưới của phần bài tập ngày hôm nay để chúng tôi có thể xem và chấm điểm. Việc chấm điểm phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất là kỹ thuật bạn làm. Nếu kỹ thuật bạn làm đẹp, hay hơn chúng tôi và sáng tạo hơn, và chúng tôi rất mong điều đó, thì các bạn sẽ đạt được các yêu cầu. Tuy nhiên, rằng như các bạn đã biết thì thời đại bây giờ chúng ta không thể không chỉ làm đẹp, không chỉ làm thú vị, mà chúng ta còn cần phải có sự yêu thích của khán giả. Vì thế nên ưu tiên chấm điểm 50 điểm cho vùng bài tập của bạn. Đó chính là việc bạn được bạn bè, người thân hay friend của bạn like, share bài tập của bạn trên chính trang channel của bạn. Vì thế nên tôi rất mong rằng là các bài tập sẽ được các bạn hưởng ứng, chia sẻ cho bạn bè cái kỹ thuật mình làm và tăng cường kiến thức của các bạn. Và bây giờ sẽ là phần bài tập của ngày hôm nay. Bài tập tuần này của bạn thì đó chính là làm tiêu đề cho MV I'm Sorry Baby của Bảo Thy. Tại sao tôi chọn bài này? Bởi vì nó rất là đơn giản. Là vì tôi sẽ top trên bảng xếp hạng của Zing MP3 ở đây. Tôi sẽ đi từ trên xuống dưới tất cả các bài hát ở trên top. Thì tôi sẽ làm tiêu đề, cách hướng dẫn tiêu đề cho các bạn từ trên xuống dưới theo từng bài một. Và với mỗi một bài thì dựa vào cái âm nhạc của bài đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái hiệu ứng mà nó sẽ hiện ra như thế nào để nó thú vị và như thế nào để nó khác nhau. Vì thế nên bài tập tuần này của bạn sẽ là tạo ra chữ layer I'm sorry baby. Và các bạn phải chú ý hai bài tập này các bạn phải làm trong cùng một video, up lên YouTube trên channel của các bạn. Sau đó các bạn gửi link về ở phần comment của bài viết này. Vậy là bài tập của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng với bài tập này thì các bạn sẽ có nhiều cái lựa chọn cũng như là nhiều cái kỹ xảo hơn trong cái quá trình các bạn làm MV ca nhạc cũng như là làm phim quảng cáo hay làm bất kỳ cái điều gì về sản phẩm video cho các bạn. Hãy subscribe tò mò.vn, comment trên các bài tập, hãy like bài tập và hãy làm bài tập mỗi ngày để các bạn có thể có những kỹ năng tốt hơn. Tò mò.vn sẽ mang lại cho các bạn những bài tập kiến thức bổ ích hơn, và quan trọng nhất là bản thân các bạn có thể được nâng cao các kỹ năng trong cái nghề nghiệp cũng như là trong sự yêu thích của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài tập lần sau.